Lần đầu tiên tôi mua hàng mà không lỡ ăn móc luôn ấy. Không nghĩ là mua ở Phong thôi mà nhận được một hộp đồ xinh như vậy luôn ấy. Đó là lý do vì sao tôi cứ phải đi tìm những cái lô cổ chất lượng như thế này. Nghe nói là áo thun ở đây làm bằng chất vải 100% cốt tông 2 chiều nha. Thế nên là phải quất luôn hai mẫu hot nhất bây giờ xem sao nhá. Em đầu tiên này thì thiết kế khá là basic nhưng mà mình ưng cái màu lắm nha mọi người ơi. Mặc vào cảm giác trong da mình nó bừng sáng luôn ấy. Sang đến em thứ hai này thì tôi cũng ưng luôn về cái màu của em nó này. Tại vì mình cực kỳ là thích cái tông màu sáng như thế này luôn. Vì là chất cốt tông nên là mặc vô cùng thoải mái, mềm mịn và cực kỳ thoáng mát nhá. Đối với chất lượng như thế này thì mình nghĩ là giá thành đó cũng không quá chát đâu nha mọi người ơi. Mình cực kỳ là thích mua những dáng áo cardigan mà đi kèm theo cả áo bên trong như thế này thì sẽ không phải loay hoay đi tìm áo ống nữa. Và để xem một đứa tầm 1m5 như mình mà mix với chân váy dài giống bạn mẫu thì sẽ ra sao nhá. Em chỉ mới đến đây nên đâu có biết được anh là ai. Anh đã đi theo em rất lâu mặc dù anh biết điều đó là sai. Môi em như mật ngọt, giọng em nói như drop vào tai. Ôi, như mình mặc ngược hay sao ấy. Lần đầu tiên mình thấy yếm mặc cái phần đai như này nó lại ra đằng sau ấy, trông hay ho nhở. Một set thì sẽ bao gồm luôn cả áo thun họa tiết kẻ như thế này. Lúc giơ lên phần gấu nó bị cuốn lại do mình không để ý ấy, chứ chất của nó mát lắm mà không bị dễ nhăn đâu nha. Còn yếm thì may bằng vải KT của Hàn ấy. Đấy cũng chỉ vì cái phần đai này mà mình mặc nhầm luôn này, thì hầu như những chiếc yếm khác nó đều mặc ra đằng trước ấy, nhưng mà riêng em này lại mặc ra đằng sau nhá, trông lạ mà xinh cực kỳ ấy. Mê yếm như mình thì chắc chắn là không thể nào bỏ qua được rồi này.